Đây là cái rổ táo tàu cuối cùng ở trong mùa. Hôm nay là mình thu hoạch hết luôn cả cây rồi á. Cô chú anh chị thấy đã ghê chưa? Đây là táo tàu sugarcane. Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã coi video của Út nhỏ Kali. Ngày hôm nay Út nhỏ mời cô chú anh chị đi làm vườn với lại Út. Với lại Út nhỏ muốn chia sẻ cái bí quyết mà bao nhiêu năm nay gia đình của Út chăm sóc cho mấy cây táo tàu để cho cây được khỏe, cho trái thật là nhiều và trái ngon, trái ngọt. Nhà của Út trồng rất là nhiều táo tàu, trồng 3 loại táo tàu. Tất thể là mình có 4 cây táo tàu lận. Nhưng mà đặc biệt Út muốn đứng trước cái cây táo tàu này để mà tâm sự với lại quý khán giả là tại vì cái cây táo tàu này á, nó chỉ mới có được có 2 tuổi thôi, 2 tuổi, gần 2 tuổi rưỡi thôi. Năm nay là năm thứ nhì của nó cho khá là nhiều trái và Út muốn lấy cái cơ hội này để mà đem cái thông tin tới cho mấy cô chú anh chị nào mới bắt đầu trồng cây táo tàu để mà mình có thể tham khảo để mà giúp cây của mình được khỏe mạnh và cho trái thật là nhiều và trái ngọt nữa. Cây táo tàu á, khi mà mình trồng nó trên 5 năm thì mình không có cần phải bỏ sức nhiều để mà chăm sóc cho nó vẫn phát triển. Rễ của táo tàu nó rất là ghê, nó giống như nó lan khá là xa, thì khi mà cây đủ lớn á, rễ của nó tự lan đi và tự hấp thụ dinh dưỡng ở mấy cái khu khác, cho nên mình không có phải bỏ nhiều thời gian chăm sóc nó. Đối với cái cây nhỏ thì nó rất là quan trọng, mình phải để ý nhiều điều thì cây của mình nó mới được khỏe và nó cho trái nhiều và trái ngon, trái ngọt. Chứ còn cây lớn thì mình khỏi nói, mình không có cần phải lo nhiều, lâu lâu mình bỏ công bỏ sức ra một tí xíu là mình xong. Cây nhỏ mà nó cho được nhiều đầy trái là coi như là một thành tích. Cái này là gọi là một thành tích luôn của ba Út. Đối với cây táo tàu, Út nhỏ thấy là nó rất thích ánh nắng mặt trời. Cho nên cô chú anh chị nào mà mới bắt đầu trồng cây, đặc biệt là cây táo tàu, thì mình nên chọn một cái địa điểm nào mà nó có full sun. Full sun là 100% có ánh nắng mặt trời, thì cây táo tàu sẽ được phát triển nhanh hơn và mạnh hơn. Khi mà cây ra được trái bự như vậy á, là mình phải cho nó hấp thụ được nhiều ánh nắng mặt trời thì trái của nó mới được ngọt. Gia đình của Út á, thì một tuần á, thì mình tưới cho nó một lần. Có nhiều khi trời nắng quá đó, thì mình tưới cho nó thêm một tí xíu, một tuần 2 lần, tùy theo thôi, tùy theo thời tiết. Mà mỗi lần tưới là phải tưới cho đầy bồn luôn. Và khi mà trời nó khá là lạnh á, thì mình tưới bớt lại. Có nhiều khi 2 tuần một lần hoặc là 1 tháng một lần, cũng tùy thôi. Cho nên mình coi ở dưới gốc cây á, cái đất của nó nếu mà nó quá khô á, thì mình nên tưới. Còn nếu mà nó còn ẩm quá thì thôi mình dừng lại. Út nhỏ muốn cô chú anh chị lưu ý là mấy cô chú anh chị nào mà dùng phân hóa học á, là mình phải tưới cho nó thật là thường xuyên và nhiều hơn là khi mà mình dùng phân hữu cơ. Tại vì phân hóa học cái phẩm chất của nó rất là nóng, nếu mà mình không tưới cho nó đều đều là có nhiều khi rễ nó sẽ bị nóng và lá sẽ bị cháy. Còn gia đình Út, riêng gia đình Út là chỉ có xài phân hữu cơ thôi, tại vì mình cũng khá là lười với lại mình cũng muốn tốt cho sức khỏe nữa thì mình xài phân hữu cơ. Đối với phân hữu cơ có nhiều khi mình xài mình có bỏ quá lố cũng không sao, mà có nhiều khi Út nhỏ quên tưới cây cũng không sao hết, cây nó cũng không có bị ảnh hưởng gì xấu hết. Thì Út nhỏ vài ngày sau ra tưới cho nó thì nó vẫn khỏe bình thường. Chứ còn đặc biệt nếu mà mình xài phân hóa học mà mình quên tưới một cái là có nhiều khi chạy ra cây nó héo queo à, mà lá của nó cũng bị cháy, mà rễ cũng bị rất là nóng, nó bị ảnh hưởng cây rất là nhiều. Cho nên Út nhỏ lúc nào cũng khuyên cô chú anh chị là nếu mà được á, thì mình nên xài phân hữu cơ. Ở trên thị trường bây giờ Út thấy nhiều
phân khá là tốt mà toàn là hữu cơ không à. Tuy là nó hơi mắc tiền một tí xíu nhưng mà về lâu về dài cho sức khỏe của mình á, thì nó rất là tốt. Cho nên Út nhỏ khuyên cô chú anh chị, mình bây giờ trồng cây ở thế hệ mới rồi, mình nên xài phân hữu cơ, tại sức khỏe là vàng mà. Chứ còn tiền á, mình có thể bỏ ra được, phân nó mắc hơn tí xíu nhưng mà xài cho nó tốt cho cây mà cũng tốt cho sức khỏe của mình nữa. Út thấy á, là ở ở mấy cái nursery, ở mấy cái vườn cây á, khi mà mình hỏi người ta là mua phân gì để mà cho nó ra bông, hoặc là phân gì cho nó rễ mạnh, hoặc là phân gì cho trái nó ngọt á, thì đa số người ta toàn là đưa mấy cái phân hóa học cho mình không à. Phần lớn á, là tại vì mấy cái phân đó nó rẻ tiền hơn là cái phân hữu cơ. Gia đình của Út á, thì ngày xưa tới giờ chỉ có xài phân hữu cơ thôi. Một năm á, thì gia đình của Út chỉ bỏ phân cho cây táo tàu chỉ có một lần vào mùa xuân á, sau khi mà nó ngủ đông xong á, nó tỉnh dậy á, mình bỏ phân cho nó, thì cái lúc đó là nó hấp thụ phân tốt là nhanh nữa, giống như là nó ngủ qua nguyên cả cái mùa đông rồi, nó dậy á, nó cần chất dinh dưỡng á, thì lúc đó là mình cho phân vô, phân hữu cơ vô là cây nó sẽ khỏe và phát triển đâm tược. Út thấy người ta bây giờ có nhiều loại phân hữu cơ mà cô chú anh chị có thể tham khảo. Riêng gia đình Út ấy, thì Út thích xài cái phân Fox Farm Ocean Forest, tại vì nó có nhiều chất dinh dưỡng ở trong, nó có phân trùng ở trong và nó có phân rong biển, nó tốt cho rễ cây và nó giúp cây mau phát triển. Mấy cái này ấy, là chỉ là rau củ quả của trong nhà bếp còn dư lại thôi, mà mẹ Út bỏ hàng tuần vỏ táo rồi vỏ cam quýt rồi đu đủ chuối nữa. Mấy cái đó là nó có rất là nhiều chất potassium, cái chất kali á, tốt cho cây, rồi nó giúp cho cây ra bông ra trái nhiều và trái được ngọt nữa cô chú anh chị. Với lại vỏ trứng gà, vỏ tôm, rất là nhiều chất tốt cho cây. Cái cây táo tàu nó rất là dễ, mình bỏ phân cho nó, chăm sóc cho nó là nó sẽ phát triển nhanh và cho trái nhiều và trái ngọt. Nếu mình muốn cây táo tàu được trái nhiều á, là hàng năm sau khi mình thu hoạch, trước khi nó đi ngủ đông á, là mình phải cắt tỉa cho nó. Gia đình của Út á, thì tỉa hơi mạnh tay để kích thích cho cây, cho nó ra lá non và ra hoa. Nhưng mà dưới cắt tỉa thì mỗi người đều cắt khác nhau hết, cho nên Út sẽ không có khuyên là mình nên cắt tỉa bao nhiêu. Nhưng mà một điều Út phải nói là đừng có lặt lá cho cây táo tàu. Tại cây táo tàu á, cái phần màu nâu á, là cái thân cây. Còn cái phần màu xanh á, là những cái nhánh mà nó cho trái. Cô chú anh chị nhìn ở đây nè, mấy cái chùm dây dài dài như vậy nè, nó cho trái. Sau khi mình hái trái á, thì mấy cái nhánh xanh đó đó, nó cứ nằm ở đó thôi, mà lá cũng không có mọc ra nữa. Lá có mọc ra là chỉ có mọc từ mấy cái nhánh màu nâu này thôi. Khi mà mình cắt tỉa, mình cứ cắt tỉa nó thẳng tay, cắt mấy cái nhánh màu nâu này, hoặc là cắt luôn cả cái tàn của nó luôn, chứ đừng có tốn công phí sức mà lặt từng lá, nó không có bất kỳ cái hiệu quả nào, tại lá nó sẽ không có mọc ra lại từ mấy cái nhánh màu xanh này đâu. Cô chú anh chị đừng có lo, cây táo tàu là phẩm chất của nó là phát triển rất là nhanh luôn, phải nói là rất là nhanh luôn, cho nên cô chú anh chị đừng có sợ là mình cắt phạm cây táo tàu. Đó là bốn cái điều mà Út nhỏ muốn cô chú anh chị lưu ý khi mà mình chăm sóc cho cây táo tàu và mình muốn cho cây táo tàu được khỏe mạnh, cho trái thật là nhiều và trái ngon, trái ngọt, thì mình có thể thử. Gia đình của Út bao nhiêu năm nay trồng táo tàu là mình tích ra được nhiêu đó. Trước khi mà mình bắt tay vào công việc, Út nhỏ sẽ hái hết mấy trái táo tàu sugarcane còn sót lại cuối mùa. Mọi người cùng đi Út nhé. Đã bây giờ.
Thì mình hái hết mấy cái trái này. Cái trái này là ngọt ơi là ngọt luôn, tại vì nó ngả màu nâu hết rồi. Táo tàu sugarcane á, Út nhỏ thích nó. Tại phẩm chất của cái táo tàu sugarcane đó, nó ngọt. Ở đây còn già lắm rồi. Đây nữa, đây quá chừng luôn. Đây là hái mệt nghỉ luôn á. Hái này là Út nhỏ sẽ hái hết chuỗi cây luôn á, để mà cho nó gọn gàng mà mình tỉa nó luôn. Năm nào cũng vậy hết á. Sau khi mà Út nhỏ hái hết táo tàu là Út nhỏ cắt nó chuỗi lũi á, để cho nó nhẹ thân á, rồi nó ngủ đông luôn. Táo tàu sugarcane là trong những cái loại táo tàu ngon nhất luôn á. Bữa giờ là Út nhỏ đã thu hoạch được 5-6 rổ rồi. Rổ này là rổ thứ 7, cũng là rổ cuối cùng ở trong mùa luôn. Hái chuỗi cây luôn. Đây là cái rổ táo tàu cuối cùng ở trong mùa. Hôm nay là mình thu hoạch hết luôn cả cây rồi á. Cô chú anh chị thấy đã ghê chưa? Táo tàu sugarcane.
Mình thấy hết nó vô mấy cái thùng rác màu xanh. Cảm ơn cô chú anh chị đã coi video ủng hộ Út. Hẹn mọi người video tiếp theo. Xin cho mình một like và bấm subscribe đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt cả nhà.